Chúng ta tiếp tục hoàn thiện những thành phần còn lại. Đầu tiên, tôi chọn đúng layer, chọn là công cụ này. Sau đó tôi chọn phần ga giường, giữ shift chọn thành phần này. Các bạn cũng vào thành phần đây và chọn pattern. Ở đây tôi chọn phần pattern vải này. Các bạn có thể vào thư mục và chọn vải nào mà hợp với sở thích của các bạn. Tôi chọn vải này và giữ nguyên vị trí. Có thể tôi ok luôn. Ngoài ra còn những phần gối và ga này, tôi có thể đổi màu. Tôi chọn đối tượng này. Tôi cũng vào refine và chọn solid color và tôi chọn nghiêng màu này cho thâm hơn và ok. Tiếp theo tôi có thể độ thêm những màu này bằng chính cái vải đó luôn. Nếu như tôi độ kiểu này thì có vẻ bất hợp lý, tôi chọn những mẫu vải bình thường thôi, ví dụ đối tượng này. Và tôi ok luôn. Ở đây chúng ta còn vị trí ghế nữa. Chúng ta tiếp tục. Tôi đổi trực tiếp cái mẫu bình thường thôi. Tôi ok. Nếu như thấy vị trí gối này quá xấu xí, tôi có thể chọn đối tượng xóa đi và chọn lại. Tôi chọn lại sáng hơn. Và ok. Tương tự, chúng ta xử lý các phần cầu thang. Các bạn chọn và giữ shift. Tôi giữ shift và chọn hết các đối tượng này. Sau khi chọn xong, chúng ta lại tiếp tục. Và thang này, tôi có sẵn vật liệu rồi. Ok luôn. Và những phần này, chúng ta nên cho đen hợp lý nhất. Hoặc là xám, tôi chọn đối tượng này. Và cũng chọn đối tượng và chọn solid color và cho màu xám nhẹ. Ok. Những phần tay vịn thang này, có chăng chúng ta cũng cho gỗ. Các bạn zoom lớn lên, chọn là dễ. Tắt này, tôi cho luôn. Và tiếp tục. Tôi ok. Rất đơn giản rồi các bạn. Tiếp theo chúng ta xử lý phòng vệ sinh. Và lần lượt dội những button tôi thích. Vệ sinh thì tôi chọn pattern này và giảm kích cỡ đi một chút, 20, khoảng 15 thôi. Và tôi ok, đồng ý luôn. Tiếp tục là phần bếp. Bếp thì tôi chọn vị trí này luôn và pattern luôn. Tôi chọn màu này 50 và đồng ý luôn. Ở đây chúng ta vị trí tủ lạnh. Nếu như các bạn muốn thì đổi màu cho nó thôi. Tủ lạnh tôi cho màu nghiêng xám xám. Ok, đồng ý luôn. Vậy là rất nhanh, tôi đã xử lý xong các thành phần cơ bản của tấm hình này. Ở đây, TV ở đây chúng ta có thể cho màu đen. Bạn zoom lớn và chọn từng vị trí một. Xin lỗi các bạn, chúng ta chọn Solid Color. Vậy là ok. Bước tiếp theo tôi và các bạn sẽ hoàn thiện những thành phần còn lại, ví dụ như đổi những phần bê tông hay garage xe ô tô.